Trời mệt ghê luôn trời, tự nhiên đâu từ đâu ra tự nhiên cái chạy ra thì trời ơi, thằng đó là trong Conan nữa. Cái thằng đó là thủ phạm đúng không? Nó hù cái đau tim luôn á. Thằng đó là thủ phạm trong Conan đúng không? Cái thằng đang thu cho lùi đó. Má ơi, cảnh sát mà còn bị nó hù cỡ này thì cái thằng blocker nó hù chắc ỉa mẹ em quần luôn. Rồi vô, get go. Hello Cường Riêu nha, có lưu shop bít nhỏ quá shop ơi. Bật lớn lên đi. Cái gì ạ? Vào năm 2010, ở một cái gia đình có một cái intro là đau một cái ngôi nhà dịch không kịp á. No, chưa kịp dịch nữa. Cảnh sát đang tiến hành điều tra chuyên sâu về mỗi lần xảy ra một cái vụ việc gì đó như vậy, nhưng mà tại đây chưa có lần nào tìm thấy thi thể của các nạn nhân được tìm thấy trong phòng tắm với cùng một biểu tượng được khắc trên ngực họ. Vậy là chắc là có một cái vụ án mạng gì đó tại một cái ngôi nhà bên trong một cái rừng. Cảnh sát ngày càng thất vọng với lại những cái vụ án này. Mọi cái công cuộc pháp y và kỹ thuật thực trợ giúp công nghệ pháp y mà nói, họ đều không có thể tìm được bất kỳ một cái gì hết. Dường như ngôi nhà đã sở hữu một cái thế lực khủng khiếp và mờ ám nào đó, và cảnh sát đã quyết định khép lại cái vụ án và cấm bất cứ ai bước đến ngôi nhà này. Bây giờ thì có một cái vlogger khá là táo bạo luôn tìm kiếm những cái thử thách mới cho cái nội dung của mình, và anh ta quyết định là đi tìm hiểu cái truyền thuyết về cái ngôi nhà bị nguyền rủa này. Anh ấy quyết định thử thách bản thân của mình ở đó thêm một thời gian để xem sao. Rồi cái ông vlogger này tên là Hiếu Lê Bà Lan chắc luôn, bú phèm. Ông này là đi làm nội dung. Rồi cái gì vậy? Ơi, này là game hay là phim? Ông này là vlogger đang ở trong ngôi nhà ma ám gì nè đúng không? Rồi xong, ai vậy? Ai dưới cầu thang kìa? Có một ai đó đang ở dưới cầu thang, có rất nhiều máy quay nha mọi người. Các ông YouTuber này xài rất nhiều máy quay nha. Ông trốn vô một cái phòng rồi. Ôi tôi luôn hả? Ôi vừa mới vô game mà. Tôi tưởng là mới vô game thì phải cho thời gian suy nghĩ suy ơn hay là cái gì đó cho làm quen trước chứ. Trời ơi má ơi, vừa mới vô luôn má. Dẫn mặt nữa rồi đó. Có một cái telephone, có một cái điện thoại. Gọi công an đi, báo công an đi. Báo công an liền, my phone nè. Đây, 911 xin nghe đây, cái tình huống của bạn là gì? Có một ai đó đang cố gắng giết. Tôi cần trợ giúp thôi, chứ chưa biết là người ta có giết mình hay không, tôi cần giúp. Ok, bình tĩnh thôi. Và bây giờ là chúng tôi sẽ đến đó. Là bao lâu sẽ tới? Khoảng tầm 5 phút. Chưa làm gì luôn má, cái bóng đèn nó bể. Mấy ông thấy tôi nhát lắm, mấy ông ơi, tôi yếu lắm. Mới vừa vô game mà đương dày rồi. Khoảng tầm 5 phút và hãy lắng nghe tôi đây. Hãy ở yên và chúng tôi hãy ở, nói chung là ở yên và giữ an toàn. Vậy thôi đừng đi đâu hết, ở yên đây đi. Ở yên đi mọi người, đừng đi. Ê, cửa sổ bị mở rồi. Đây là nói về là các con vật nè. Hello. Cái tiếng cửa nào giờ tôi đâu mở đâu, không mở đâu, đợi cảnh sát tới đi. Hãy đợi cảnh sát tới. Nó không cho mở, hên quá. Thôi núp đi. Đứng ở đây thôi. Hay trốn trong tủ quần áo ta. Ôi. Ê. Hello, tôi nghe có tiếng ai đó đi thì phải. Không sợ, không sợ, không sợ. Ha ha. Sợ quá. Chắc là phải mở cái cửa này quá. Cảnh sát tới rồi, cảnh sát tới rồi mọi người ơi.
Cảnh sát tới rồi, cảnh sát tới rồi. Cảnh sát tới, cảnh sát tới. Cứu em anh cảnh sát ơi, cứu em với. Cứu em với. Hay là bây giờ mình phải mở cửa đi ra ngoài, cảnh sát mới cứu được mình ta. Spy. Cái gì vậy? Chưa kịp nhìn luôn, cái gì vậy? Cái gì vậy mẹ? Rồi là sao? Ê đồ ơi, ê, ê, cái game này nó làm hay nha. Là hồi nãy á, là nó vừa mới cho mình quá thân vào cái ông vlogger là còn đang ở trong nhà, rồi bây giờ nó cho mình đóng vai cảnh sát để tới bảo vệ cái thằng vlogger nữa. Hay nè, cái game này nó làm cái kiểu này đó, có đầu có đuôi đàng hoàng, có nguyên do kết thúc diễn biến đầu hay. Hay quá, đúng là 125.000 có khác. Một cái xà beng. Mình có một cái crowbar. Trời, cái gì vắng que vậy trời. Má ơi, sao người Mỹ người ta thích ở mấy cái ngôi nhà giống vậy quá ha mọi người. Không có cái gì hết trơn á. Không, ồ cũng đông ha. Có nhiều nhà nè. Đây nè, nhiều nhà nè. Cũng đây nữa nè, đây nữa nè. Nhiều nhà mà ta. Để chắc cái này là cái làng quá. Một cái thị trấn nào đó. Tôi không có súng nữa ta. Nó không có cho hiếu súng. Để tôi giảm bớt tiếng game xíu. Má lát nó hù cái tôi đái. Tôi yếu lắm mọi người. Bấm cái right click để sử dụng cái crowbar. Mở được rồi nè. Anh có cái cây súng trong quần anh đó hả? Là sao nữa mẹ? Sao ổng không like bên Facebook nữa vậy mọi người? Bên Facebook bị quy tắc cộng đồng rồi sao mát ơi. Hello con Ngân Gia nha, hello shop. Ủa rồi vô chưa? Hết game rồi hả? Hết chưa? Xong chưa? Chưa đúng không? Tôi tưởng game 125.000 cái mở cửa như vậy kia hết. Mình phải là người đảm nhận cái vai trò đi cứu cái thằng vlogger rồi. Thằng nó báo không à. Má nó tàn báo không à. Ăn không rồi rồi. Ha. Báo không à. Cái ông này chắc là ông Quang Loan vlog nè. Giận mặt. Hay là ông Hiếu Ba Len. Mấy cái ngôi nhà mà có ma có ơn vậy thôi đừng có vô. Chắc ô quyền nữa quá. Ô quyền sầu riêng à. Tôi đi cứu Âu Quyền Sầu Riêng. Cái gì vậy má ơi? Hello. Cảnh sát là FBI. FBI. Đã công an người ta, đã cảnh sát người ta cấm lại gần cái nhà này rồi. Là biết nó phải có nguy hiểm đi. Về được không? Ê bây giờ mình về được không má? Ơi. Nhưng mà nó vô đây đúng không? Hồi nãy cái khúc ở trong cái khúc mà cái ông vlog á, ông bước vô đây là có người đứng dưới cầu thang nè, là ngay chỗ đó đó. Thôi tôi chưa đi ỉa đó nha.
Cái này như là một cái kho á mọi người. Ơ nhưng mà tại sao tự nhiên cái mấy ông có thấy là tại sao tự nhiên cái này nó lại đóng gỗ cái chỗ này không? Giống như là để nó giam giữ một cái gì đó vậy đó mọi người. Như là nó giam cái con thú của tôi lại bên trong á. Đi bên này trước đi. Rồi mẹ. Ôi da. Làm rồi luôn. Rồi luôn 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 luôn. O quyền sầu riêng đã về với đất mẹ. Đây là ông O quyền mít. O quyền mít. O quyền sầu riêng. Sợ bị đánh bản quyền quá. Ui. Có người chạy trên lầu luôn. Nhưng mà là một cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm. Nếu mà mấy bạn nào mà chưa biết là tôi đã có kinh nghiệm làm cảnh sát gần thì chắc phải cỡ tầm gần 10 phút rồi đó. Là một người cảnh sát kinh nghiệm, theo linh tính mách bảo tôi là cần phải đi vô cái cửa này. Nhưng mà nó khóa rồi. Không có súng má ơi, nó là tuy là cảnh sát nhưng mà nó không có cho tôi súng. Có điện thoại. Có tiếng điện thoại đâu vậy? Cái phòng này là cái... Ôi cái phòng này. Trời ơi cái phòng này sao nhìn nó tối ác luôn rồi má. Điện thoại đây. Điện thoại đây. Đâu đây nè. Nghe tiếng đâu đây nè. Ủa sao không thấy cái điện thoại nào ta? Ở đây mà. Tôi tưởng là cái điện thoại. Ơi, cái điện thoại của một blogger. Cái điện thoại của một blogger. Rồi mất nhạc rồi. Chết mẹ nó mất nhạc nền rồi. Nó có mất nhạc nền. Đó. Mất nhạc nền là chuẩn bị hù của nha. Mấy cái game nó chỉ có vậy thôi nó mới sub. Khi nào mà nó mất nhạc nền là nó chỉ có nhiêu đó thôi đó. Đó. Mày ra đâu đây, tao không có sợ đâu mày, tao không có sợ mày đâu. Mày nghĩ sao à, tao không có sợ mày đâu nha con. Tao cũng là blogger đó. Mày ra đây tao bá, tao quay video, tao bóc phốt trên mẹ mày luôn á. Mà đừng có tưởng mày ma, mày muốn làm gì mày làm nha, tao bóc phốt rồi đó con. Đưa mày ra ánh sáng của mọi người đó mày sợ không? Giỡn mặt. Nhưng mà nếu mà giờ mình sử dụng cái Hiếu muốn sử dụng cái xà beng đó ta. Hiếu muốn dùng cái xà beng được không? Tại vì cái đó hình như là phải sử dụng cái xà beng thì mới cài được á. Nhưng mà cái xà beng của tôi lâu rất. Cái xà beng của tôi đã đâu gớt mất tiêu rồi. Ê, sao nãy mở không được giờ mở được. Ôi, tôi giỡn rồi, tôi không dám bắt phốt đâu nha. Hình như là nó chuẩn bị tâm lý á đó. Nó chuẩn bị tâm lý nó hù tôi hay sao mọi người. Có gùi, có gùi, tôi có thấy có gùi. Ê, ghê quá à. Ghê quá mọi người ơi. Chó nè. Tao không có chữ mày. Tao nói con chó trong game ha. Mày quan nước lắm hả? Mày tưởng một mình mày là chó hả bò? Tao nói con chó trong game. Tao không nói mày. Mày đừng có tưởng ai cũng nói mày đánh đồng mày hết. Mới nhặt được. Ok. Bây giờ cũng khá là trễ rồi. Và tôi cần phải kiểm tra thêm một lần nữa. Tôi nghĩ rằng tôi nên đăng ký lại nhưng mà vẫn không có dấu vết của cái gì hết.
của một cái trò tay quái hay là siêu nhiên nào. Nhưng mà tôi cũng không thể rũ bỏ cảm giác rằng là mình đang bị theo dõi. Cái này là lời của cái thằng vlogger đó. Và tôi biết có nghe có vẻ điên rồi, nhưng mà có cái điều gì đó đang diễn ra ở nơi đây giống như là một cái thế lực nào đó. Ok. Điều đó thật kỳ lạ. Không có cửa sổ nào mở, nhưng mà tôi cảm giác có cái gì đó. Tôi sẽ tiếp tục quay camera, phòng cái trường hợp có điều gì đó nó xảy ra bất thường. Và tôi sẽ cố gắng cập nhật tiếp cho bạn. Cái thằng vlogger nó nói là nói chung là nó báo là cái gì vậy? Hết game hả? Gì vậy mẹ? Hết game hả hay sao? À không có. Cái thằng vlogger nó vẫn đang cập nhật tình hình từng bước của mọi người thông qua cái việc là nó sẽ là nó đặt mấy cái camera đồ này nọ. Còn bây giờ mình đang đi cứu nó. Mà theo như cái lời của nó nói là nó có cảm giác giống như là có bị một ai đó đang theo dõi. Trời đất ơi, là trời gì đom đóm nhiều dữ trời. Xuống lầu hả ta? Hay là mình cần phải xuống lầu ta? Ừ, chắc giờ đi xuống lầu đi. Trên đây hết rồi. Trời đất ơi, ca mày khẽ hoài đi, mày khẽ anh dắt của tao hoài đi con. Nguyên một nhà của tôi hồi nhỏ là toàn coi của anh dắt mà lớn không đó má, thiệt á. Ba tôi ổng cũng là fan của anh Jack nữa đó. Mà anh Jack Barrow á, anh Jack trong cướp biển á. Anh Jack nào thì chịu á. Mày có hù mày ra, mày hù tao luôn một lần đi để tao biết nha. Mày có hù tao, mày hù luôn một lần đi nha. Để tao biết tao còn phản ứng. Để lát tôi bỏ sẵn cái lát nó có ra nó hù tôi cho nó 5 triệu. Trời, cái nhà gì coi cái tivi bự dữ vậy? Máu ở đây rồi xong. Gia chủ tới tháng ha. Là tôi biết bà chủ nhà rồi đó. Tivi bự, trời ơi. Máu gì mà nó gớt từ ở bên trong phòng lớn này mà ra tới bên ngoài luôn vậy trời. Máu gì dữ vậy? Nhưng mà tại sao tự nhiên cái máu này xong cái cửa này nó lại không cho mở ta? Không biết nó cho mở cửa này không? Không luôn. Cửa này cũng không. Cửa này cũng không. Ơi mấy ông có để ý là tại sao cái nhà này nó có rất nhiều mấy cái tivi không? Ồ, tivi bật được mấy bạn ơi. Ồ, số cà. Vậy là cái này là nó phải chiếu gì đó nè. Đó, thấy chưa? Số 4. Đây, có một số 4. Vậy là chúng ta cần phải đi lấy một cái mật mã, một cái manh mối nào đó thông qua mấy cái tivi bự. Số 4. Này không có số. Vậy là cái đây. Số 2. Mình có số 2 với số 4. Ê, thôi chết rồi, số 2 với số 4. Vậy là 24 quắc rồi. Thôi chết rồi. Vậy là thua rồi đó. Đâu còn tivi nào ở đây hết ta? À, nhưng mà nó cho mình là cái số đó để mở cái nào? Chỉ có hai cái thôi. Có hai cái à? Hiểu gì thấy có hai cái tivi đây à? Hồi nãy có một cái nữa mà cái đó mở lên không có gì hết. Để coi kỹ lại trong phòng này coi có gì không. Trong phòng này không có cái tivi nào hết. Ờ không có. Nhưng mà nó có cái đài radio. Radio này không mở được. Không có gì ở đây hết mọi người ơi. Vậy chắc là chúng ta cần phải đi lên lầu coi á. Dạ.
Gì vậy? Cha. Gì vậy cha nội? Đúng là bắt đầu. Nãy giờ vô không bị gì hết, tự nhiên cái giờ bị. Nó không cho đi ra luôn à. Vậy chắc có thể là cái tivi này bật giờ là có số rồi đó. Có số chưa? Vẫn không có số hả? Có chỉnh được không ta? Không, chỉ có bật tắt thôi. Chắc Hiếu lên lầu quá. Khoan đã. Chỉ có vậy thôi hả? Wow. Má ơi, máu mà nó đổ từ ở trên cầu thang, nó đổ xuống cỡ này ha. Máu mà nó đổ cỡ này thì còn cái gì, trời ơi, còn gì là con người nữa. Cái máy tính mở không được. Trời mệt ghê luôn, trời tự nhiên đâu từ đâu ra, tự nhiên cái chạy ra thì trời ơi, thằng đó là trong Conan nữa. Cái thằng đó là thủ phạm đúng không? Nó hù cái đau tim luôn á. Thằng đó là thủ phạm trong Conan đúng không? Cái thằng đang thu chùa lùi đó. Hôm nay là ngày thứ hai tại cái ngôi nhà này. Và tôi nghĩ là có một cái thế lực gì đó, nó đang tồn một chút gì đó vào trong bóng tối. Tôi bắt đầu nghe. Má nó hù cái đau ngực luôn. Tôi bắt đầu nghe những cái lời thì thầm như tôi đã nói trước đây, nhưng mà có một cái gì đó đang hiện, nó đang quan sát tôi. Tôi hầu như không có ngủ được, nhưng mà tôi chưa muốn bỏ cuộc đâu. Tôi cần phải biết được có chuyện gì thật sự đang diễn ra tại ngôi nhà này. Ghê, má cái thằng blogger này nó rất là có kiểu như là có cái lương tâm với lại cái nghề này. Tôi sẽ bắt đầu với lại cái tầng hầm trước, có lẽ điều đó có gì đó ở dưới đó không thể giải thích được tất cả những chuyện này. Rồi đó, good. Bây giờ tôi bây giờ là trên cương vị của một người cảnh sát. Sau khi mà lắng nghe cái cuộn băng này thì chắc chắn tôi phải đi xuống dưới tầng hầm để tôi kiếm cái thằng đó. Má ơi, cảnh sát mà còn bị nó hù cỡ này thì cái thằng blogger nó hù chắc ỉa mẹ quần luôn. Đi kiếm cái basement, đi kiếm cái tầng hầm. Nhưng mà cái tầng hầm đó, cái tầng hầm thì Hiếu nghĩ là nó phải nằm ở bên đây chứ đúng không mọi người? À, ở đây nè. Nhưng mà không mở cái tầng hầm được. Ở đây được không? Ủa, không mở tầng hầm được, vậy làm sao mà đi xuống dưới tầng hầm để mình tìm được nó được ta? Trong khi nó có hai cái tivi rồi, hai cái tivi thì chắc chắn phải có một cái manh mối gì đó chứ đúng không? Có cái gì đây không ta? Không có gì hết. Khoan, vậy chắc là ở cái phòng trên là Hiếu bỏ qua cái gì rồi đó. Cái này nó không có cho chạy mọi người, nó cho mình đi bộ như mấy thằng ngu vậy đó.
hay là mở cái này nha. Không có. Mở cái này không? Không mở được. Hồi nãy là mình lấy được cái manh mối nằm ở đây. Cái này là một cái bức ảnh. Ồ. Một cái bức ảnh chụp từ cái góc độ. Ê, mấy ông nhớ cái chỗ này nha. Cái chỗ mà kế bên nó là một cái cây. Kế bên cái cây là một cái bàn. Kế bên cái bàn là một cái đen thui. Giờ mình tìm một cái chỗ có cái cây, một chỗ có cái bàn với một chỗ đen thui là mình sẽ tìm được cái manh mối đó. Không phải cái cây này, cái cây bự hơn. Ủa ở đây hả ta? Hình như không phải. Cái cây, cái ba đây nè, đây nè. Không không, hình như là đây 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 đây. Hình như là ở đây nè. Cái góc nhìn đó. Cái góc nhìn của cái chỗ đó hình như cũng không phải ở đây. Má cảnh sát vùng què gì mà không có cây súng nữa. Cảnh sát này chắc là để tôi tự lấy súng cho tôi bắn hả? Đi kiếm rồi. Đây 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 đây, chỗ này nè. Cái góc nhìn của mình nó sẽ là ở đây nè. Ở đây nè. Ở đây. Hoặc là ở đây. Gần đây thôi. Chắc đây rồi. Không phải đây. À, ở đây nè. Thôi rồi, tôi hiểu rồi, ở đây nè. Má ơi, nó ngồi một cục ở đây luôn hả? Trời, cái game gì nó làm cho con ma ngồi yên một chỗ vậy luôn hả? Ngồi cái gì nữa đây mẹ? FBI đây. Trời, mày đang thu vậy con? Trời coi là trời. Sao không đi làm bông gòn đi, không kéo bông gòn đi, đang chi vậy con? Không đi kéo bông gòn đi, sao ngồi ở đây cục vậy, thấy ghê vậy? Trời, nó nhìn theo tôi, má ơi ghê quá. Nó kêu là believe. 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 Là rời đi á. Hình như có gì đó sau lưng tụi mọi người ơi. Chết mẹ rồi, nó không cho đóng cửa luôn rồi. Thôi. Thôi, thôi mọi người tự coi đi nha. Thôi mọi người coi đi nha, ghê quá má. Ôi. 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 Ôi, cái nhà này sao nhiều người. Ở đây nhiều người bị chết cháy mà còn bị treo cổ nữa nha. Ôi. Ờ, mày ngưng được rồi đó. Trời. Ôi da. Ôi da. Ôi da. Ôi da, trời ơi là trời. Ôi da, máy game này nó hù đau tim luôn á, trời ơi. Thôi tôi nghĩ là chắc giờ tôi không có đi ỉa nữa đâu. Tôi nghĩ là tôi không có cần đi ỉa nữa đâu mọi người. Tôi ỉa luôn rồi. Đã có chuyện gì diễn ra với lại Vlogger vậy?
Mình cần một cái bóng đèn, cộng một cái bóng đèn thì sẽ bằng cái hình tia sét. Một cái cần gạt, một cái tia sét sẽ bằng cái âm thanh. Rồi một cái gì đó cộng với một cái âm thanh sẽ bằng một cái ngôi sao. Light up. Storm the him. Nó kêu là phải bật cái bóng đèn hả ta? Nó kêu là thắp sáng nó khi kẻ địch đến gần đèn để làm hắn choáng váng. À, thắp sáng nó khi kẻ địch tới gần. Rồi rồi, kẻ địch tới gần là có ma rồi đó. Hãy thắp sáng nếu như có kẻ địch tới gần. Ok, no. Cái bóng đèn nè, mình có cái bóng đèn rồi. Tôi nghe thấy có cảnh sát. Tôi nghe thấy có cảnh sát đã vào nhưng chết tiệt, giờ tôi đang bị mắc kẹt dưới cái tầng hầm. Tôi hy vọng anh ấy có thể tìm thấy tôi. À, là bây giờ mình lại phải chơi thằng Blocker rồi. Thằng Blocker vẫn còn sống nha. Blocker đang dưới tầng hầm nha mọi người. Hình như là mình cần phải có bóng đèn á thì mới đặt cái bóng đèn ra đó được. Cái chỗ này bị khóa rồi. Cái chỗ này bị khóa này nè, mình không có bước qua được. Cái đó không phải là mở cái cửa luôn. Hồi nãy cái chỗ của mình đứng có cái bóng đèn đúng không? Đây nè, đúng rồi. Ok, vậy bây giờ Thiếu sẽ gắn cái bóng đèn vô. Ủa là sao? Ủa vậy sao tôi qua nó được? Tôi khoan, nhưng mà sao tôi không qua được nó? Tôi vẫn chưa hiểu là cái bật đèn để làm choáng. Hiếu có bật cái bóng đèn rồi mà. À, mình phải gạt cái còn bóng đèn nữa hả? Ok ok, hiểu rồi. Hiểu hiểu hiểu. Trời ơi, hiểu rồi. Hiểu hiểu hiểu. Là mình gạt cái cần gạt này đúng không? Ok. Mình tới đây con. Mày yếu. Nó tới rồi, nó tới sau đít tôi rồi mọi người ơi. Tôi cần phải kiếm chỗ có cái bóng đèn á. Cái chỗ có bóng đèn đâu? Đây 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 đây. Tôi gắn không kịp. No. No. Lẹ 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 lẹ. Bật lên bật lên. No cái hèn. Tôi gắn không kịp. Tôi đi ngang mà tôi cứ gắn kịp cái bóng đèn. Không có gắn kịp cái bóng đèn. Sợ quá, sợ quá. Lát kéo nó về đây ha. Lát mình kéo nó về cái chỗ của cái bóng đèn này đi là được. Tôi còn chưa thấy ổng luôn á má. Xạo ghê á.
Người ta còn chưa thấy ở đâu ra luôn á, lại hùng luôn. Chưa thấy nữa mà nó lại tới, nó hù nó bịp bòm thiệt. Chết mẹ rồi, đây không có bóng đèn rồi. Xong rồi, cút mẹ rồi. Sao tự nhiên mấy chỗ kia có bóng đèn, cái ở đây không có là sao? Ôi dạ, không kịp. Giờ đây lẹ lên, ở đây có bóng đèn. Có bóng đèn nhưng mà chưa gắn vô. Không sao đâu mọi người, tôi sống, tin tôi. Hay quá. Mày tới đây con chó. Cút. Mày chỉ cút. Giỡn mặt với tao. Đèn rồi đó, sao kỳ vậy? Hello? Hello game? Can you hear me? Hello? Game? What game? What this game? Can you hear me? Game? Ni hao? À chết mẹ, gạt rồi, không được gạt nữa. Ni hao? Ni shi zhong guo ren ma? No, no ma? Li hao ma? Bồng đen, què ý bồng đen, hồi nay mình găng cái bồng đen ở đâu, tại sao không lấy bồng đen được nữa, đầy rồi, mày lại đây, còn cho mày cút, ghê chưa, chết mẹ, hết găng là chẳng được nữa. Không sao, có cái ở đây. Ủa? Người ta đột đen rồi ba, tại sao không có bật được? Cục cài gì kỳ dây, game ơi, là sao? Clip ba. Trời ơi, hình như là game bị lắc rồi đó. Hello? Quạt. Ủa? Ê, Vừa phải nha. Vừa phải thôi. Kỳ vậy sao gạt rồi nè. Cái quần què gì đang diễn ra vậy? Ơi, như chưa có bóng đèn lên hay sao mọi người? Đèn nó chưa lên. Không lụm được. Mà sao kỳ vậy ta? Người ta đã bật gạt lên rồi mà. Ta gạt lên rồi chứ bộ, đâu phải là người ta không gạt đâu. Đây nè, có bóng đèn đàng hoàng nha. Nhưng mà không được. Rồi nó bị kẹt giật nó bên nó luôn kìa. Rồi giờ mình phải đi đâu và về đâu vậy ta? Rồi không ở đó được thì mình đi kiếm chỗ khác thôi. Chết mẹ, chưa ngõ cục luôn. Thôi xong. Gì ghê vậy? Hát hả? Thôi mẹ ơi, rồi xong rồi. Hát game mẹ rồi. Vậy mà sống luôn á thì không hiểu luôn á. Chịu mẹ rồi ông ơi, chịu rồi mấy ông ơi.
Tôi vẫn chưa biết là còn chỗ nào mà mình chưa có gạt cần nữa. Còn chỗ nào chưa gạt ta? Cái hình như tôi không biết là như nó bị lỗi game hay sao á. Cái khúc ở giữa Hiếu gắn cái bóng đèn rồi. Hiếu gắn bóng đèn đàng hoàng luôn, nhưng mà nó không có cho Hiếu gạt. Ở đây thì không cho gắn bóng đèn nữa. Ma ơi, từ từ ma ơi, có ma, ma thì cũng phải từ từ xíu chứ, từ từ cho người ta tập chuẩn bị cái. Hay mà tôi thấy game nó có mấy cái quả hù thì được đó nha, nhưng mà tới cái khúc này thì nó tôi không biết là do tôi bị lỗi game hay là mình có cần phải resume game lại không ta, cần phải vô lại không chứ, rõ ràng sau cái khúc kia mình gật bật đèn mà bật không được. Giữ cái cần lâu lên hả, nó chỉ cho gạt một lần thôi. Hồi nãy giờ Hiếu vẫn gạt được mà, phải chứ, mà hồi nãy giờ mình không gạt được, mình không nói, đằng này là mình gạt được rồi. Xong mình chạy về cái chỗ cũ nữa hả? Không mở cái cửa đó được. Đây nè, nhưng mà rõ ràng là ở đây đúng mà trời. Không được. Không gạt được. Chắc phải resum á mọi người. Hồi để cho nó giết đi. Chắc khúc đó nó bị lỗi á. Lâu lâu mấy cái game nó cũng có mấy cái vậy. Đây nè. Bây giờ nó kêu là mình gắn cái bóng đèn vô trong đó thì mình có thể gây được cái tia sấm. Mà muốn gây được cái tia sấm là sẽ bằng cách là mình gạt cái cần thì nó sẽ là tia sấm. Rồi sau khi mà cái con ma nó lại đó, nó lắng nghe cái tia sấm đó thì nó sẽ bị choáng. Đồ nha, thất vọng lắm á nha. Nãy giờ thấy cái game hù rất là ok á, tôi còn đang chấm điểm cái game này nó khá là cao luôn á. Cái tự nhiên cái tới cái khúc nó bị lỗi game nhịn dốt mát. Đó, mày không thấy đó. Mình chỉ cần gạt một cái thôi là được. Vốn dĩ nó rất là đơn giản, không có phức tạp, không có khó. Hay là do mình gạt nhiều quá nên là con ma nó không có sợ nữa ta. Từ từ để Hiếu coi con ma nó xuất hiện ở bên nào đã, Hiếu mới đi được. Ok, ba cái đó thì nãy giờ vẫn được, chứ còn cái này thì không nè. Ôi, vốn dĩ là game nó bị lỗi hả ta? Xàm. Xàm địch ác. Vậy mà nó bán tôi 125.000. Chắc tôi refund nó quá, chắc tôi chửi nó quá. Game nhái. Sao nãy giờ người ta làm vậy đó, người ta gạt muốn lòi cục cứt tám sải luôn. Ơ nhưng mà tôi giết nó xong rồi, giờ sao đó ta? Ấy là tôi hiếu giết nó xong rồi thì giờ sao nữa?
Hồi nãy tôi thấy có một cái cửa đúng không? Mà cái cửa đó nó ở đâu ta? Ở đây hả ta? Đúng không ta? Ủa phải đây không ta? Hình như không phải đây luôn á. Đây đây đây, cửa đây. Ui! Người ta giết hết rồi mà. Trời ơi, nó làm cái quả cuối nó đỡ không nổi nha. Mau thấy game này nó hù được không? Nó hù ok đó. Game nó hù rất là ok. Mà cái phần mà cái hồi nãy cái khúc đó thì nó không ok nha. Vậy rồi bây giờ tôi đang là cảnh sát đúng không? Nghe cái bộ đàm thì là cảnh sát. Sao bóng đèn chớp vậy? Có một ai đó đang ngồi giữa nhà hả mọi người? Là sao? Không, cái đó là cái hình phản chiếu lại của cái... Trời ơi, giỡn mặt cả xe hội mẹ bà mày ơi. Mày tính làm cái gì tao? Vậy cái số 2 với cái số 4 ở trên... Cái số 2, cái số 4 ở trên mấy cái tivi đó là cái gì vậy? Thôi đi về đi, về mẹ đi, cút khỏi đây đi. Mở cửa được rồi. Ok, ra khỏi đây đi. Ủa, đường này đường lộn á, ngược đường á. Mở được luôn hả? Chắc cái cửa ra là cửa này quá mọi người ơi. Ây da, bây giờ mình phải xuống tầng hầm để mình cứu cái thằng kia á. Cứu cái thằng flocker á. Cái này bị khóa. Bây giờ tôi muốn dùng nó, tôi dùng sao? Máu không hả? Hiếu chỉ thấy máu thôi. Có bấm E, bấm Y, bấm V, bấm hết trơn rồi á. Nó không có cho xài. Tôi nghĩ là nó phải cho mình xài giống như cái thằng đó đó. Thì cái khúc này mình mới chống lại con ma được chứ. À, hiểu rồi. Đi lên lầu lại. Tại mình đã có bằng chứng rồi mà. Mình sẽ dùng cái đó để mình mở cái video mình coi. Khóa rồi. Khóa luôn rồi. Đây rồi. I'm surprised. Because the gas is supposed to be very poisonous. Let's play a bit. I will start looking for you. What the hell? Rồi luôn. Rồi giờ sao? Nếu mà mình không nhìn nó, mình nhìn nó mới được. Rồi giờ sao?
ôi, có đó hết pin nữa hả? Nó kêu là còn calculation, chúc mình chạy ra được rồi mà. Nó kêu là chúc ra được rồi mà, chúc khiếu thành công ra khỏi đó rồi mà, nhưng mà sao ra không được. Lại rồi sẽ vượt qua được nó. Rồi, cái gì nữa vậy? Hình như là đi đường này mới đúng nè. Đúng rồi, hình như đi đường đó mới đúng. Rồi, hay quá. Còn mà mình mở cái cửa kia là cái bẫy của nó, là cái trap. Đi cái đường này mới đúng nè. Ok, cảnh sát sống rồi. Ôi mừng quá, cứu được ông cảnh sát má ơi. Tôi tưởng là tôi cứu không được ông cảnh sát trong buổi tối ngày hôm nay luôn á. Ồ. Ok. Ủa, cái khúc cuối mấy ông nghe lại coi. Còn cái thằng vlog thì Hiếu không biết sao Hiếu cứu được nó nữa. Trời ơi, tôi lo cái mạng tôi không luôn á. Để tôi về tôi báo cáo lại cho tổng đài nha. Nha, tôi về tôi báo cáo lại cho tổng đài. Cái good ending là mình phải cứu được thằng kia hả? Thôi, tôi cảnh sát xấu mà, tôi người xấu mà. Hôm tôi kẻ xấu, tôi sống mình tôi à. Tạm biệt. I've been cold for so long. One touch.